Anh em đang muốn tìm mua nick có thể vô cực 11, AK rồng lộn hay là Scar thần tình yêu? Hãy đến ngay với shop lão gió.vn, shop duy nhất có nick đúng yêu cầu của bạn. Giá thì học sinh nhưng mà chất lượng thì lại phụ huynh. Đặc biệt có cơ hội nhận ngay kim cương khi tham gia bất kỳ vòng quay nào trên shop. Đây là shop bác chính thức và duy nhất hợp tác với mình nên là anh em hoàn toàn yên tâm giao dịch nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là lão gió đây. Đến với lại video ngày hôm nay thì chúc anh em có một buổi tối thật tốt lành nhé. Hiện tại trong game của chúng ta đang có một cái sự kiện khá là đặc biệt. Khi mà đạt tới mỗi cái mốc chia sẻ cái bài viết thì sẽ nhận được món quà tương ứng. 100.000 thì sẽ được vũ khí cận chiến, rồi 200.000 thì sẽ được nhân vật và 300.000 thì sẽ được trang phục vĩnh viễn. Và hiện tại thì mới là có 40.000 thôi. Nhưng mà tới tận ngày 7 tháng 12 thì nó mới hết cái sự kiện cơ. Anh em đừng có nghĩ là cái sự kiện này không ngon nha. Thực ra thì nó rất là ngon đấy. Tại vì là ở cái mốc 200.000 lượt xe ấy, thì mọi người sẽ được chọn một trong hai nhân vật. Và mình nghĩ là nhân vật Clue là một nhân vật khá là mạnh trong cái game Free Fire. Nó có thể tương đương với Alok đấy, hoặc là nó chỉ kém hơn một chút thôi. Nếu như mà bạn nào mà để ý ấy, thì những cái game thủ chuyên nghiệp, hoặc là trong những trận đấu chuyên nghiệp hay là những cái giải đấu chuyên nghiệp, người ta sử dụng Clue rất là nhiều. Kỹ năng của nhân vật Clue này thì sẽ cực kỳ có lợi khi mà anh em giao tranh cận chiến, hoặc là anh em mang khi mà đi team. Cái sự kiện này thì nó hoàn toàn miễn phí, nên là anh em cứ chia sẻ đi, xong rồi nhận nhân vật về đi. Dùng hay không dùng thì sau này tính tiếp. Ít nhất là cũng được thêm một nhân vật nữa rồi. Ôi, lâu lắm rồi mình mới được trở về hòn đảo thiên đường này. Tự dưng đợt này Ghana cho vào cái đảo thiên đường hơi ít, đâm ra là mình cũng không chơi được nhiều cho anh em xem. Có khi là do là nhiều bạn kiểu như là xóa gói mở rộng đảo thiên đường rồi, đâm ra là cái việc mà đấu danh nhé, nó vào được cái đảo thiên đường này nó cũng hơi khó khăn một chút. Tại vì là cái lượng người chơi ít mà, thì người ta sẽ ra cái đảo này ít hơn. Ở đây có mấy team nha, nhưng mà khu bên dưới của mình thì không có ai. Mình cứ lụm nhặt chút đồ đã. Đảo trên đường này thì được cái nhiều đồ ngon, khu nào cũng có đồ ngon. Nó không phân hóa rõ rệt như là đảo quân sự. Đảo quân sự thì còn có nhiều khu nghèo, chứ còn mấy khu trong đảo trên đường này thì gần như là không có khu nào nghèo. Ít lắm anh em. Đâu rồi? Cho mình ké coi. Chưa bắn được viên đạn nào đã bị bắn cho. Mất gần nửa cây máu rồi. Xót xa thế nhở. Chó mèo cắn nhau, chúng ta không nên chen vào giữa làm gì. Không có súng cận chiến ta. Mình đang rất cần một cái súng cận chiến đấy anh em ạ. Toàn M1873 thế này. Cái này làm sao mà công lên nhà kia được đây. Ui, ok, phục nha. Bắn mình này thì bắn mình này. Rút thôi anh em. Đó, kiếm chỗ bơm máu chưa đã. Không nên ham đồ quá làm gì. Đồ thì không loot nó vẫn còn đấy mà. Nó công mình không? Kìa, anh em thấy chưa? Đã lùng sục mình rồi đấy. May mà cái pha đấy mình không ham đồ nhá. Ok, lên tiêu diệt nốt nào. Hình như là còn có mỗi một bạn ấy thôi. Thôi, chạy mất tiêu rồi. Alo, alo, bello, bello. Đâu rồi bạn ơi? Hello. Bạn trốn đâu rồi? Nhanh thế nhờ. À, phía sau à. Mình xin nhá. Từng ấy thời gian mà bạn ấy còn không thèm bơm máu. Phương à, con gái anh em ạ. Chắc là khu vực này hết người rồi đấy. Anh em cũng nên chú ý nhá. Cứ sau khi mà giao tranh xong ấy, việc đầu tiên không phải là loot đồ, mà việc đầu tiên là phải bơm máu trước. Đừng có ham mấy cái đồ làm gì. Nhiều bạn mình thấy kiểu như là cứ chơi team ấy, xong rồi cứ tranh nhau loot đồ trước, xong gái bị địch bắn chết hết. Đồ không loot thì nó vẫn còn đó mà. Cùng lắm thì nó chỉ chuyển từ người mình sang người đồng đội mình thôi. Việc gì đâu mà anh em phải tranh giành làm gì.
có một số ít bạn ấy thì kiểu như là bị đồng đội tranh đồ gái là chửi lên. Chẳng hiểu kiểu gì. Ấy. Từ từ. Mình có nên đổi sang cây M14 không nhở? Cũng khá lâu rồi mình chưa bắn M14. Từ từ đã. Xem cô nàng này có đồ gì không đã. Đấy, cũng có M14 này. Ngon. Ok, đổi luôn. Có duyên rồi thì bắn thôi. Rồi, kiếm người. Chúng chơi đâu đấy? Đây rồi. Ngay đây anh em ơi. Ấy, có người. Có người. Mình xin nha. Phóng lựu nào. Boom. Rồi. Xịt rồi anh em ơi. AWM anh em ạ. Mình thì lâu lắm mình không bắn cây súng đấy rồi. Sợ mù mắt lắm. Nên là thôi nha. Hôm nay bắn tạm M14 đi. Hôm nào hứng thú nó nổi cao lên thì mình sẽ bắn AWP sau. Chúng ta là tổng cộng 17 người. Mình thì mới được có 3 kill thôi. Bình thường đi solo squad thì sẽ kiếm được nhiều kill. Nhưng mà hôm nay các bạn ấy toàn gặp người đi lẻ không à. Cũng không hề. Ừ. Rồi. Dục nha. Toàn thấy team lẻ thôi anh em ạ. Nãy giờ có mỗi cái team mình gặp ở biệt thự là còn gục thôi. Còn hai người này toàn team lẻ không. Ôi. Nhiều bom keo đấy. Giảm thanh này. Ok. 12 trái bông keo. Ừ. Làm gì đấy bạn ơi? Làm gì? Làm gì đấy bạn ơi? Ánh Nhi à? Phải không ta? Gọi thính gái đứng được ở đấy luôn. Bạn này có vẻ như là chơi phong cách khá ngầu. Ném cái thính ở cái nơi mà gọi là không có gì để nấp thế này. Có nhiều bạn thì thắc mắc là ở trên cái bầu trời của mình ấy nó có cái gì. Thì thực ra là đấy là một trong những cái biểu tượng của ba phe nhá. Còn ở đâu có thì đây là phiên bản Free Fire Max nên là nó có cái đấy. Anh em nào mà không biết thì đấy, giờ anh em biết rồi đấy. Ô, thính cùi thế nhỉ. Buồn đi ta. Chắc là sắp tới thì mình sẽ chuyển về chơi Free Fire thường. Chơi Free Fire Max cũng được một thời gian khá là lâu rồi. Rồi, bay đầu. Cái lợi thế của phiên bản Free Fire Max này là khi mà anh em bắn ấy thì nó sẽ hiển thị cái đường đạn, nhìn nó đẹp hơn. Nhưng mà được cái Free Fire thường thì khi mà anh em thực hiện các cái thao tác ấy thì nhìn nó sẽ ảo diệu hơn. Đấy, mỗi cái nó có một cái lợi thế riêng. Rồi, đi à. Free Fire Max này thì nó có một cái hệ thống tiếng súng riêng cũng như là kiểu chạy riêng cơ. Nhưng mà tại vì là mình tắt hai cái đấy đi rồi, đâm ra là nó thành Free Fire thường luôn. Chỉ có mỗi cái đường đạn là nó không giống thường thôi, tại vì cái đường đạn hình như là không tắt được. Ây da. Nhanh ghê. Bạn gì ơi? Bạn gì ơi? Ra đây chơi bạn ơi. Ra đây chơi bạn ơi. Mình xin nhá. Anh chàng sở hữu cây MP40 cơ khí. Di chuyển thì hay đấy, nhanh đấy. Mỗi tội là hơi ẩu thôi. Đâu rồi? Các bạn đâu hết rồi? Ờ. Thế này là không được rồi. Đã ít người các bạn ấy còn bị hạ thế kia thì. Mình vừa mới thấy một anh chàng sau cái tảng đá. À không, chính xác hơn là chạy đến tảng đá. Ây da. Châu thế. Chạy bo đi bạn ơi. Anh chàng đó không sớm thì cũng phải chạy bo mà. Chạy bo vào trong đây.
Còn keo không? Ui. Ui. Ca à? Ghê đấy. Bắn nhanh đấy. Anh chàng nó cầm 2 cây ca. Rồi. Bạn cứ ở đấy mà chờ đi. Bo thú nơi ở đây này. Bắn bông keo của mình làm gì? Đây, mình tới với bạn đây. 3 2 Rồi, chết luôn rồi. Chạy làm sao được. Đấy, như vậy là một trận đấu nhân giống khá là nhẹ nhàng. Trời ơi, bạn kia bạn ấy bắn 2 cây ca luôn. Đáng ra là những cái bo cuối này phải đổi sang súng cận chiến đi chứ. Chơi thế là không được rồi. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!